cũng như mộ bé Trang nè. Má ơi, cái nhà con bị sụp rồi, cái mộ bé Trang mộ đất con thấy á. Đó, thì nó lên nó sụp xuống tới dưới đây luôn, chỉ còn cái tấm bia thôi. Đó, là dì Tư thấy trước mắt là có. Mà dì Tư không hề sợ, dì Tư vô cũng khắn đó, tự tay dì Tư đắp mộ cho nó luôn. Hiện tại thì Phong đang có mặt tại Nghĩa Trang Lấy Thiêu. Và ở video trước thì dì Tư tâm sự Phong rất là nhiều về cái việc là lý do tại sao mà bỏ công việc chăm sóc mộ ở Nghĩa Trang Lấy Thiêu vì những cái biến cố cuộc sống. Và bây giờ thì chắc lẽ Phong cũng muốn tâm sự với dì Tư về những cái phần mộ và những em bé vô danh mà Tư đã từng chăm sóc và an táng một cách bài bản cho những cái phần mộ em bé. Tư ơi, hôm trước á, Tư dẫn con vào cái khu mà mộ tập thể. Thì lúc đó Tư kể con cái câu chuyện về những đứa bé, thì Tư có thể chia sẻ cho mọi người được rõ cái những cái lần mà Tư nhặt những cái đứa bé mà người ta phá thai, người ta vứt như thế nào không Tư? Thì coi như là Tư làm ở đó, quét dọn đó, thì coi như lâu lâu thì lụm được một cái bào thai. Thì trong khi đó thì người ta chôn tùm lum hết á. Khi mà Tư vô làm cỏ thì Tư mới thấy là lắp cái mộ lên một hộp bánh với một hộp sữa là Tư biết. Thì Tư có cắn lên, thì Tư nói con ơi giờ con đi theo bà Tư đi lên trên này, tại vì phần đất này là trả cho người ta, chứ mai mốt thôi người ta dứt bỏ con. Đó, thì Tư có đào lên chôn, lên tập thể chôn. Đó, thì cũng một coi như hồi đó là một tuần là dì Tư lụm hai ra đứa ba mấy đứa, là toàn là có cục máu, có cục máu thôi, còn có đứa thì y như con ếch vậy á, làm thịt vậy đó. Đó, thành ra sau này mới lụm được thằng bé Hùng nè. Bé Hùng á là nó bỏ trong cái bịch xốp ở trong cái thùng nước suối là không có đồ mặc, là năm đó năm 87 là dì Tư á còn 100.000 trong túi thôi. Dì Tư mua hai bộ đồ, băng rúng, sữa sùng cho nó hết luôn. Thì dì Tư tắm cho nó, mà tự nhiên thì dì Tư chôn nó, dì Tư khóc, coi như cái đứa đó là lúc đó là mưa tầm tã luôn, 5-6 giờ chiều mà có một mình dì Tư ở trong nghĩa trang đó thôi, con thấy thấy ghê luôn á. Thì dì Tư cũng có khấn đó, dì Tư mới để lên mấy bàn tròn, dì Tư khấn nó thôi. Con á thì không biết ai bỏ con ở đây, còn bà Tư vô tình mà Tư lụm, thì bà Tư tắm rửa cho con, không có nước nóng, chỉ có rượu với nước mưa, bà Tư lau mình cho con thôi. Rồi giờ bà Tư còn 100.000 nhờ chú xe ôm mua khăn, mua tả rồi cho con. Thì bây giờ bà Tư chỉ có 2 tờ giấy số thôi. Nếu con có linh thiêng là 2 đứa, 1 đứa thai nhi 2 giờ mấy chiều, còn bây giờ con nữa, thì bây giờ con cho bà Tư trúng đi khoảng 20-30 triệu thôi, để gì bà Tư mua đồ làm bia rồi mã là cho tụi con đó. Thì có sự thật luôn không Phong, là vì Tư có trúng năm đó là trúng được mà 100 triệu. Là dì Tư Tư mới làm lại hết mấy tấm bia. Một tấm là của bé Hùng là 500.000, còn mấy tấm ghi chút chút là một tấm 250-300, mà hết thảy là 20 mấy cái. Thì dì Tư cũng có làm vài cái đó. Đó, làm xong thì bây giờ cái đứa bé đó, bé Hùng đó là năm nay là cũng khoảng 4 tuổi có, 3 tuổi mấy 4 tuổi rồi. Mà cái đứa bé đó thì bây giờ nó hẳn ra nó rất là ngoan. Nhiều người lên người ta kêu nó đi theo người ta, nó không đi. Đó, nó nói là chính dì Tư chứng kiến luôn. Cái người nó hỏi bây giờ đi theo cái người này không, nó nói không, bà ngoại Tư không cho đi. Đó, bà ngoại Tư nói đi lạc. Rồi đó, là từ đó tới sau là dì Tư mới biết. Là dì Tư mới biết là cuộc đời dì Tư gắn bó với những người này thôi. Đó, còn đối với vấn đề mà nhiều người mà nói xấu, nói này nọ dì Tư bất chấp.
đó, mới vừa rồi cúng ở trên tập thể á, cúng mùng 9 tháng 9 nè, người Hoa cúng xong rồi dì Tư vô dọn dẹp hết này nọ, còn vấn đề quét dọn thì dì Tư chưa quét, cũng như cơm từ mộ vậy nè, dì Tư phải lụm ra, dọn ra, đó, tại vì lúc đó là, hôm bữa đó là dì Tư đi không có cầm theo cái chổi, đó, rồi mất công á, dì Tư cũng nhiều khi cũng nóng nóng tánh, nhiều khi ông ứng ba hành, nhiều khi dục dục, nó sốc dì Tư là Tư chịu không có nổi, đó. Trong những cái vong linh của những đứa bé thì con nghe nói là mới đây dì Tư được một bé ở trong đó phù hộ gì, báo mộng gì đúng không Tư? Đúng, thì đó đó là bé Hùng á. Bé Hùng. À, là bé Hùng á. Thầy là dì Tư nói hẳn đó là ai cũng hỡi. Rồi gia đình nó có lên không? Dì Tư nói thẳng ngồi ngay cái mộ này là dì Tư không có nói dắt. Từ ngày dì Tư chôn nó tới giờ đó, là ba nó cho dì Tư được 100 ngàn. Tới bây giờ luôn. Rồi những người khác lên cái tranh giành này nọ, cái nói người ta làm này nọ, ai nói gì nói, bất chấp. Miễn cái người chết biết dì Tư là có chôn hay không rồi, dì Tư không cần quan tâm những người sống. Dì Tư nói thẳng với con luôn. Mặc dù dì Tư nói thiệt với con đó, nhiều khi dì Tư không có tiền nha, không có tiền này nọ nha, mà tối mà ngủ nghe kêu con khát sữa đó, cái bà mà thầy bói mà thầy của dì Tư luôn nha, bà coi cho dì Tư, bà nói đi đâu mà con nít người lớn quá trời luôn nha đó, cái nói con đi chơi mà bây giờ con nói thiệt, lâu lâu con mua sữa mua đồ cho tụi nó, cái nói nào ngay bà cũng cho, bà cho 200-300, bà nói nè đi mua sữa cho tụi nó uống nha. Thì dì Tư lấy cái tiền đó, dì Tư mua sữa, mua ba cái quần áo bằng giấy, Tư cúng, dì Tư kêu hết người lớn người nhỏ gì có hết là về, cái này là người đó gửi tiền cho con á, gửi tiền cho bà Tư mua sữa cho tụi con nghe không, đó là có. Chứ dì Tư không có phải mà người ta đưa tiền rồi ăn đó. Bởi vì nhiều người ở trong đây nè, người ta ghét dì Tư là vấn đề nó cũng như trâu cột, ghét đâu ăn đó, là Tư nói con nghe vậy á. Hiện giờ trong nghĩa trang Lai Thiêu á, thì cái sự linh thiêng ở phần mộ tập thể, thì còn những cái khu vực nào mà báo mộng cho Tư, hoặc là những cái vong linh nào mà đã từng tiếp xúc với Tư ở đây không ạ? Thì có một cái vong linh đây nè, đi ra đường nè, là nó nằm ở phía ngoài cái mộ đen, cái cậu là bị xì ke chết. Là hồi mới chôn nó là cái mộ đất như vậy nè, cái khoảng đâu 2 giờ 12 giờ mấy 1 giờ, cái gì Tư chạy ngang, gì Tư đi vô đây đặng uống cà phê, cái nghe kêu dì ơi qua đây chơi, cái gì Tư nhìn giáo giác vậy nè, không thấy ai hết á, cái gì Tư chực nhớ lại nói ở đây thấy toàn là mấy người già không, mà sao nghe tiếng thanh niên. Dì Tư đi lại, dì Tư thấy chôn đó, cái gì Tư mới khấn, dì Tư mới nói bây giờ á, hồi nãy cậu có kêu tôi đó, nếu mà cậu kêu tôi á thì bây giờ tôi mua ly cà phê đá cho cậu, cậu phù hộ cho tôi, mà cũng như tôi làm trong này cho có khách đi, kéo khách lại cho tôi. Ngày đó dì Tư làm không kịp luôn, khách lên kiếm dì Tư. Rồi sau này là những người mà cũng như xin công ăn chuyện làm khó khăn vậy đó, lại con cứ vô đó đi xin đi, công ăn việc làm thì có thẳng hết luôn đó. Như một hai mẹ con mà bị đập đầu á, gần bị đập tôi gần ở đó đó, ở trong đó đó, mà lô của ông già đó, mà ông già đó vô cái đó là ông làm tiền lắm. Cái người đập đầu như thế nào Tư? Cái người đó là dựa da chai rồi đó, rồi cái thằng mà đập đầu á là người làm, cũng như là đến mượn tiền chủ hoài cho rồi không làm. Rồi cái đứa bé đó là cũng hồi 3 tuổi. Cái thời dịp ba của đứa bé đó sáng đi ra ngoài mua đồ ăn thì vô đây nó lén nó thấy, nó đập, nó giết bà vợ. Xong cái nó quay lại, cái đứa bé khóc quá nó nắm nó đập đầu vô vách tường luôn. Đó, là gì lúc đó là trên năm 50 nè. Đó, là dì Tư lên coi chứng kiến luôn. Rồi coi đám ma đem lên đây chôn luôn, mà dì Tư đứng dì Tư khóc luôn.
cái đứa bé đó thấy thương lắm. Đó, là lúc đó là đứa đó mới có 3 tuổi. 3 tuổi à. Và cái mộ đó linh thiêng như thế nào Tư? Linh là như vậy, cũng như là nói tiếng linh đó thì mình cũng này nọ, những người mà xin công ăn việc làm này nọ đều có hết. Đó, tại vì mẹ của đứa bé đó là tuổi con mèo, sinh 87. Đó, coi như mấy người này chết quan chết đất đó gần. Rồi cũng như cái người đó là xin cái gì á, người ta đều được hết. Thành ra người ta tin. Đó, thậm chí mua cúp bế cho đứa bé anh luôn. Đó, tại vì cái thằng đó đó là nó vô nó xin việc làm. Nó nói Tư ơi, Tư dẫn con vô cái ổ nào mà linh linh á, con xin việc làm, công ăn việc làm con khó quá. Thì nó thẳng ra vì không muốn dẫn qua mộ của Kim Anh nữa. Tại vì tụi nó ngồi đó nó mất công này nọ. Rồi cái gì mới dẫn nó vô trong này. Hai mộ, hai mẹ con sát bên này luôn. Thấy thương lắm. Là dì Tư mới biết là hai mẹ con rất là linh. Vấn đề nói chung ra ở đâu người ta cũng linh hết á, chứ không phải là không. Cái bàn tay của Tư là cho cô thử đây. Cái bàn tay mà chôn rất là nhiều nè, đó. Mộ thai nhi nè. Rồi cũng làm rất là nhiều những cái phần mộ của những người mà bị mưa lâu năm nó bị trôi đi đấy. Là Tư làm bao nhiêu cái rồi Tư nhớ? Làm sao? Tư xây lại mộ cho những cái người ở nghĩa trang nè. Rồi Tư xây mộ cho những cái đứa bé mà vứt lăn lóc ở nghĩa trang á. Thì bao nhiêu cái rồi? Nói chung ra là hồi đó tới giờ là cũng khoảng, nếu mà tính trên đấu á đó ha, là rồi chôn mấy đứa nhỏ riêng nữa đó, là chôn mấy đứa đó nữa đó, ở dưới đó là 4-5 cái, còn ở trên này á là mười mấy 20 cái hả. Vậy nó cũng quá là nhiều luôn hả Tư? Quá là nhiều luôn. Có cái thai nhi rồi cũng có những cái cục máu, có những đứa mà bằng con ếch cũng có. Người sau này nó thấy gì Tư chôn trên này á, tụi nó xúm nhau đem lên chôn mấy đứa nữa. Nhưng mà lúc đầu khi mà Tư thấy những cái thai nhi mà những cái hình hài mà bé xíu á, Tư sợ không? Tư coi bình thường. Bình thường à? À, bình thường không có gì. Người ta cũng như mình như người ta, mình không có gì hết đó. Mà mình làm như vậy mình còn được phước. Thi thoảng thì Tư được nghe, có một cái căn duyên mà Tư được nghe được tiếng nói nè, được cảm nhận được những người cổ âm. Thì có những lần nào Tư sợ hãi không? Không, không sợ hãi. Không sợ. Mà có thể là vì Tư đi theo luôn. Cũng như người ta chỉ rồi, tên gì vậy á. Cũng như mộ bé Trang nè. Má ơi, cái nhà con bị sụp rồi. Cái mộ bé Trang mộ đất con thấy á. Đó. Thì nó lên nó sụp xuống tới dưới đây luôn. Chỉ còn cái tấm bia thôi. Đó. Là vì Tư thấy trước mắt là có. Mà vì Tư không hề sợ. Vì Tư vô cũng khắn đó. Tự tay vì Tư đắp mộ cho nó luôn. Đó. Tư ơi, con được biết thì đợt này đấy thì Tư chuyển đi chăm sóc mộ tại một nghĩa trang khác. Và thì hắn gì hết. Đó. Mà mình làm như vậy mình còn được phước. Thi thoảng thì Tư được nghe, có một cái căn duyên mà Tư được nghe được tiếng nói nè, được cảm nhận được những người cổ âm. Thì có những lần nào Tư sợ hãi không? Không, không sợ hãi. Không sợ. Mà có thể là vì Tư đi theo luôn. Cũng như người ta chỉ rồi, tên gì vậy á. Cũng như mộ bé Trang nè. Má ơi, cái nhà con bị sụp rồi. Cái mộ bé Trang mộ đất con thấy á. Dạ. Đó. Thì nó lên nó sụp xuống tới dưới đây luôn. Chỉ còn cái tấm bia thôi. Đó. Là dì Tư thấy trước mắt là có. Mà dì Tư không hề sợ. Dì Tư vô cũng khắn đó. Tự tay dì Tư đắp mộ cho nó luôn. Dạ. Nhiều lúc cái tâm linh của mình á. Cái lúc đó lâu quá rồi. Làm như nó dục, nó thúc dục mình đến thăm tụi nó. Đó, chứ công việc của dì Tư ở bển cũng cỏ vậy mà nó không có phải cỏ như vậy. Lâu lâu cái tự nhiên cái tôi nói, thôi đi chơi, là đi qua đây á. Đi qua đây á là bắt đầu quét dọn làm mua sữa. Mua sữa ra cho tụi nó uống. Nói mấy đứa ơi, bà ngoại lên nè, giờ mua sữa cho tụi con nè, nha uống đi nghe không. Đó, rồi, nhiều khi mình nghe, nhiều khi mình đi vô vậy nè, cái làm như thấy tụi nó cũng như nó đứng với nhau mà nó dịnh với nhau mà nó nhìn mình đó, là mình thấy cũng mãn nguyện rồi.
mà trong nói hồi bữa nay không lên tập thể đó, nhang đó gì là tự nhiên chiếc xe đạp không đạp được. Dạ. Kêu nói thôi bây giờ cỡ nào cỡ cũng phải lên lên thắp nhang luôn, mà ai cũng nói trời ơi, sao bà đi giờ này không vậy, bảo vệ á nói sao giờ này chị đi giờ này không ạ, là khoảng 7 giờ tối, 6-7 giờ tối chị Tư công việc ở bển xong Tư qua đây Tư đốt nhang đó, là bắt đầu leo xe đạp cái giọt lên luôn vậy á, chứ không phải là cái gì. Nhiều khi mình hứa, mình hứa ờ ngày mai 21 bà ngoại vô nha, tự nhiên rồi không vô cái bắt đầu nó bức rứt trong người nó làm sao á, phải vô được một chút mới chịu. Mấy đứa cháu nó ngóng đó. Ừ đó, nhiều khi vô cái nấy con đây nè là nhìn giáo giác hết rồi là không biết ai hết, thì mình cũng dẫn vô đó mình đốt nhang. Có cái cậu đó đó ở bên Dĩ An nha, lâu lâu á nó đem nhang qua nó cho. Nói về cái cậu đó nè nha, má của nó bệnh mà không biết là bên nội bên ngoại yếm thư về giành đất, cái nó dẫn mẹ nó qua qua kiếm Tư ngồi ngay chỗ mộ của Kim Anh, cái tự nhiên cái ông ngấn ba hành lên cái Tư nói mày đi kiếm, mày đi kiếm bà Tư á nha, mày đi kiếm bà Tư đi, bà Tư dẫn má mày đi kiếm thầy đó. Bà kỳ cục quá thiệt y vậy luôn, cái tự nhiên ngồi cái Tư nói nhiều thôi nha, cái Tư ngồi Tư mệt quá ai chân Tư lạnh ngắt hết, cái nó ngồi nó trời ơi bà Tư sao lạnh dữ vậy, tao nói tao đâu có biết đâu. Chiều cái bắt đầu ngồi cái nó ngồi nó mới nói Tư hồi nãy Tư nói chuyện gì Tư biết không, tao nói tao biết chết liền, nói là mình kêu con á dẫn mẹ con ra kiếm bà Tư, ra cái nhà bà Tư dẫn mẹ con đi trị bệnh. Trời đất ơi, chiều cái nó chở bãi qua cái Tư dẫn nó qua nhà bà bạn của Tư cũng làm thầy luôn á, thì nhà của bả cái cửa về đi ra có cái chậu bông, cái thằng đó nó coi thằng đó nó nhặt vô má nó nói đào ở trên đó 10 giờ tối đi lại đó đào đi rồi lấy ở dưới đó lên, tao nói mà tao nổi óc quá nhỉ, đào lên nguyên cái bịch trong cái gói đó, cái bịch đen nhỉ, một cái hình nhân màu vàng người đàn bà, là một cây đinh bên hai bên vai, một cây đinh ở đây là 3, một cây đinh trên trán là 4, một cây đinh ở dưới hậu môn của bà nó. Con cứ nghĩ đi, 70 mấy 80 tuổi làm gì còn kinh nguyệt, cứ nó rỉ đó hoài. Cái sao cái gỡ lên là bắt đầu là bà đó giờ bà hết bệnh luôn, bà đó hết bệnh luôn tới bây giờ luôn. Thằng đó nó năn nỉ, nó nói trời ơi con cảm ơn bà Tư quá, mà tao nói không cho ai, không cho bà ra khỏi nhà nha, khỏi phòng, nếu mà ra là bên kia hai bên nó làm nữa đó. Là thằng này nó mới tin gì Tư, nó bên Dĩ An á, mỗi lần cái nó qua, cái nó qua là nó kiếm Tư nó thăm này nọ. Con thì được tiếp xúc rất là nhiều người mà cũng gặp Tư rồi cầu nguyện cái điều gì đó và cũng đạt được những cái mục đích nhất định. Mà nếu mà đến đây thì cầu nguyện về việc làm, những cái yêu cầu chính đáng ấy, thì con tin rằng những người cổ âm sẽ phù hộ. Chỉ cần chính đáng thôi, chỉ cần mong muốn sức khỏe nè, công việc nè, đủ để mình đảm bảo được cuộc sống hàng ngày. Thì con cứ nghĩ vậy đi, mình làm phải gặp phải, không có cái gì phải sợ hết. Chính dì Tư nè, dì Tư nghèo thiệt nha, dì Tư nghèo lắm, lúc dì Tư nó thẳng với tụi con, dì Tư đi làm chứ không có đồng bạc ăn nữa. Đó, thay vì người ta cho tiền mua sữa cho tụi nó đi 200 ngàn, mình dính lại 100 ngàn cũng được đi, không? Nhưng mà dì Tư không làm được, Tư mua hết. Rồi có bữa tao uống sữa thấy bà nội luôn, có bữa uống sữa thay cơm luôn á. Ừ đó, bỏ thì uổng, hiểu không, khui hết trơn vậy nè. Rồi thôi mấy đứa cháu nó không uống à? Cũng như mình cúng cái dông người ta cũng hưởng sữa thôi. Là phải khui ra hết, khui ra hết, mình cúng cái gì cũng phải khui ra hết. Yeah. Đó
cái cúng xong rồi cái Tư đó cái tiền, cái Tư nói thôi giờ tụi con hưởng rồi, giờ bà Tư hưởng sau nha. Đó rồi cái bắt đầu mà nghe cười khúc khích vậy đó, cười tôi nói tụi bay đừng chọc quê tao rồi nha, còn nói cái miệng nói vậy luôn đó.